Lâm Thiển buồn bực, rõ ràng anh chọc tức cô, nhưng sao bây giờ lại giống như cô chọc tức anh vậy? Không gian trong thang máy nhỏ hẹp, Lâm Thiển dùng ánh mắt hung hãn ra hiệu anh bỏ tay ra. Nhưng Cố Thành Kiêu không thả, lại còn vây cô trong góc, nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên, áp sát người xuống giống như muốn hôn. Lâm Thiển nheo mắt, cố rụt cổ về phía sau nhưng chẳng có tác dụng. Cố Thành Kiêu cong khóe môi cười một cái. Anh vẫn khá chú ý hình tượng ở nơi công cộng cho nên không hôn thật. Thang máy xuống đến tầng trệt, Cố Thành Kiêu kéo cô ra ngoài nhưng không dám dùng lực mạnh, chỉ là nắm mãi không buông. Cô vừa vùng vẫy, anh đã lập tức trừng cặp mắt sáng người như thần kia, cảnh cáo. Em mà còn nhúc nhích thì anh đây sẽ cưỡng hôn em. Anh như thế khiến trái tim cô đập loạn không dứt, nhưng quả thật đã có tác dụng ép cô ngoan ngoãn lại. Dưới khu nhập viện có cửa hàng tiện lợi, Cố Thành Kiêu không kén chọn, tiện tay mua hai phần cơm đơn giản, nhờ người bán hàng hâm nóng rồi ăn. Lâm Thiển vẫn cảm thấy lo cho bọn trẻ ở nhà. Trương Khai có thể chăm sóc bọn nhỏ được không? Anh ăn xong thì về nhanh đi. Bây giờ em biết lo lắng rồi sao? Đúng vậy, cơn giận qua đi, lý trí trở lại. Quả thật cô không nên hơn thua với bọn trẻ, lại còn bốc đồng chạy ra ngoài. Nhưng tên đầu sỏ khiến cô tức giận không phải là anh sao? Cố Thành Kiêu khó hiểu hỏi. Rốt cuộc hôm nay em sao vậy? Không có gì, không cần anh lo. Em cứ hay nói mấy lời này, có biết anh sẽ đau lòng không? Hứ, không biết. Cố Thành Kiêu bỏ đũa xuống, quay đầu lại nhìn cô không chớp mắt. Chỉ có phụ nữ lòng dạ sắt đá như em mới không thấy thôi. Anh... Em không nói thì anh xem như gì cả em đến quấy rối. Em ăn xong thì gọi video nhận lỗi với bọn nhỏ đi. Chuyện nhà tôi, ai cần anh lo? Cố Thành Kiêu lại buông đũa xuống, chừng cô hưng dữ. Lúc này Lâm Thiển cũng bỏ đũa xuống theo nói. Anh chừng cái gì mà chừng? Tôi nói không đúng à? Chúng ta không có quan hệ gì hết. Anh dựa vào đâu mà quản chuyện nhà của tôi? Quan hệ trên giường, được chưa? Cố Thành Kiêu bật thốt lên. Lâm Thiển vừa tức vừa thẹn. Đẳng cấp đối phương quá cao, cô đấu không lại. Chỉ một câu thôi đã khiến mặt cô đỏ bừng. Cố Thành Kiêu thuận thế lấy di động ra. Cô gấp gáp nói. Tôi tự gọi cho bọn nhỏ được rồi, anh đừng nhiều chuyện thế được không? Anh hỏi thăm Trương Khai về tình huống của bọn nhỏ. Cố Thành Kiêu gọi điện cho Trương Khai. Đại ý của Trương Khai là hai đứa bé không thân quen với anh ta, cho nên ăn xong đã ngoan ngoãn ngồi xem phim hoạt hình. Không ầm ĩ, không náo loạn, tạm thời anh ta có thể ứng phó được. Cố Thành Kiêu xem giờ căn dặn. 8 giờ tôi về, cậu cứ ở lại đó trông chừng một lát. Lâm Thiển liếc mắt vụng trộm nhìn anh. Cô vừa ăn vừa giả bộ thờ ơ hỏi. Anh còn muốn làm gì nữa? Trấn an người nào đó lòng dạ hẹp hòi. Hôm sau khi Cố Thành Kiêu đưa bọn nhỏ đến nhà trẻ, anh mua một ít quà rồi đến bệnh viện thăm Lâm Húc. Lúc Cố Thành Kiêu đến, Lâm Thiển không ở đó, chỉ có một mình Lâm Húc trong phòng bệnh. Xem ra tinh thần Lâm Húc không tệ. Chẳng qua do thời gian hôn mê trên giường quá lâu nên ông không thể đi đứng được. Lúc thấy Cố Thành Kiêu đến, ông vừa bất ngờ nhưng cũng không bất ngờ lắm. Ba. Đừng gọi tôi là ba, tôi nhận không nổi. Chủ tịch Lâm. Lâm Húc không trả lời, lạnh lùng cao ngạo, nửa ngồi trên giường. Cố Thành Kiêu đặt quà tặng xuống, lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra. Lâm Thiển nhờ con mang từ nhà đến. Lâm Húc buồn phiền. Ý của cậu là cậu và Tiểu Thiển đã ở cùng nhau? Không có, nhưng dù sao bọn nhỏ cũng cần có người chăm sóc, đúng không? Lâm Húc cau mày, vẻ mặt không hài lòng. Đưa đây. Cố Thành Kiêu đưa điện thoại cho ông. Tối qua con đã sạc đầy pin, có thể khởi động lại rồi. Lâm Húc nhận điện thoại, sau khi khởi động lại, ông mở một đoạn ghi âm. Đoạn ghi âm rất dài, ban đầu chỉ có những âm thanh vụn vặt, cho đến hơn 10 phút sau mới vang lên tiếng người.
Nhưng Lâm Húc không nghe hết. Ông không muốn nghe những lời nói đau lòng đó lần thứ hai. Đây là giọng của Dung Tử Khâm. Lúc này Cố Thành Kiêu mới hỏi lại. Là đoạn ghi âm lúc ngài xảy ra chuyện. Lâm Húc gật đầu. Phải, chỉ với đoạn ghi âm này cũng đủ kiện bà ta ngồi tù tức khắc. Không biết Lâm Thiển có kể chuyện cô ấy khởi tố Dung Tử Khâm ra tòa về tội cố ý giết người với ngài chưa? Vì chứng cứ không đủ nên đã bị tòa án bác bỏ rồi. Nói chưa nói. Sau khi ngài xảy ra chuyện, cô ấy và bọn trẻ bị Dung Tử Khâm đuổi ra khỏi biệt thự họ Lâm. Cô ấy không muốn ông nội chết không minh bạch, cho nên đã khởi tố bà ta. Có điều, theo con được biết, Dung Tử Khâm đã vận dụng quan hệ, thay đổi khẩu cung của bác sĩ Kim và y tá Phùng ở phòng giam bên Úc. Họ bảo những gì trên video là do bị ép buộc, cho nên tòa án không thụ lý. Có phần ghi âm này, bà ta chẳng thể ngụy biện được nữa. Nhưng Lâm Húc trầm lặng, nội tâm ông vẫn đang vùng vẫy. Cố Thành Kiêu thấy ông khó xử liền nói. Ngài hãy cân nhắc cho kỹ, nếu có cần con giúp hoặc muốn tra xét gì thì cứ việc nói. Lâm Húc nhắm mắt, lạnh nhạt mở miệng. Cảm ơn. Xem ra lúc này tâm trạng của ông vô cùng nặng nề. Khoảng thời gian hôn mê đã khiến ông sáng tỏ nhiều thứ. Một lúc sau, tâm trạng Lâm Húc mới hơi bình phục lại. Ông mở to mắt nhìn Cố Thành Kiêu, giọng điệu không hài lòng chất vấn. Cậu lại tới trêu chọc con gái tôi nữa sao? Chẳng lẽ cậu không biết ba mẹ và họ hàng cậu đã đuổi con gái tôi ra khỏi nhà như thế nào hả? Chuyện này con thật có lỗi. Con bằng lòng dùng mọi thứ đền bù lại cho cô ấy. Cậu sai rồi. Có nhiều chuyện không thể nào bù đắp được. Mấy năm nay con bé đã chịu rất nhiều khổ cực. Là người làm cha, tôi nhìn thấy con gái mình bị đối xử như vậy, ngay cả suy nghĩ giết người cũng có. Đặt mình vào hoàn cảnh của ông, Cố Thành Kiêu cũng có thể hiểu được tâm trạng của Lâm Húc. Nếu Nam Nam bị người ta bắt nạt, cho dù có ngồi tù anh cũng phải giết hắn. Con thật sự xin lỗi, chuyện quá khứ không thể thay đổi được. Con chỉ hy vọng ngài có thể tin tưởng con lần nữa. Con sẽ dùng cả cuộc đời này để đối tốt với cô ấy. Cậu sẽ chuyển nghề hay xuất ngũ? Nếu cậu vẫn làm công việc nguy hiểm này, chỉ cần một quân lệnh, cậu vẫn sẽ phải mạo hiểm tính mạng. Cậu dựa vào đâu dám bảo đảm sẽ đối tốt với nó cả đời? Thủ trưởng Cố, chuyện nào ra chuyện đó. Cậu giúp tôi không có nghĩa là tôi cho phép cậu trở lại với con gái mình. Con gái tôi ngàn vàng không đổi. Con hiểu, con sẽ không cưỡng cầu. Lúc sau Lâm Thiển đã trở lại. Vừa mở cửa cô đã nhìn thấy Cố Thành Kiêu ở đây. Sao anh lại tới đây? Anh đã nói gì với ba tôi? Đừng có làm phiền ông ấy nghỉ ngơi. Lâm Húc thấy thái độ của Lâm Thiển đối với Cố Thành Kiêu thì vô cùng vui vẻ, khóe miệng không nhịn được cong lên. Cố Thành Kiêu giải thích. Anh cũng chỉ mang điện thoại đến như lời em dặn dò thôi. Vậy đưa xong thì anh đi được rồi. Qua cầu rút ván. Đúng vậy, anh có ý kiến hả? Không có, vậy anh đi trước. Một lát em có muốn anh đón bọn nhỏ tới đây không? Lâm Húc vừa nghe đã vội gật đầu. Được đấy, tôi nhớ bọn nhỏ chết đi được. Chuyện Lâm Húc tỉnh lại và đang khôi phục, được Cố Thành Kiêu hỗ trợ nên hầu như đã phong tỏa kín mít. Mấy ngày nay, người bên ngoài chỉ biết Lâm Húc sắp không qua khỏi. Nội bộ Điền Sản Phong Việt trở nên rối loạn, giá cổ phiếu Phong Việt rơi không ngừng. Lúc trước vì bảo Lâm Húc gặp nạn, đang chữa trị ở bệnh viện nên tạm thời, công ty do chủ tịch phu nhân Dung Tử Khâm tiếp quản. Khi đó, nội bộ công ty đã dấy lên nghị luận. Tầng lớp quản lý công ty đều được một tay Lâm Húc bồi dưỡng, có thể tự mình sắp xếp đảm đương được. Cho dù Lâm Húc đổ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, công ty không thể xảy ra chuyện gì. Nhưng Dung Tử Khâm vừa tiếp nhận công ty, chuyện đầu tiên bà ta làm là xuống tay với tầng lớp quản lý này.
bà ta tìm họ hàng trong gia tộc đến thay thế tầng lớp quản lý, làm ầm ĩ đến nỗi tiếng oán than bay đầy trời trong công ty. Dung Tử Khâm không biết quản lý, họ hàng bà ta tìm tới cũng không giỏi kinh doanh. Hai thế lực chống đối nhau chỉ ngắn ngủi 2 tháng mà đã khiến công ty tuột dốc không phanh. Dung Tử Khâm không dọn dẹp được cục diện rối loạn này nên bắt đầu nôn nóng muốn trở về Úc nghĩ cách. Dù sao quyền lực và các mối quan hệ quen biết của bà ta đều ở Úc. Chờ Lâm Húc qua đời, sau đó bà ta sẽ trở về thành phố B, chính thức tiếp nhận bất động sản Phong Việt. Đến lúc đó bà ta sẽ có toàn quyền xử lý hết mọi sự vụ trong công ty. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, khi đó bà ta sẽ bán hoặc ủy quyền quản lý công ty. Người được lợi duy nhất vẫn là bà ta. Tại phòng bệnh trong bệnh viện, Cố Thành Kiêu đưa Nam Nam và Bác Bác đến phòng bệnh thăm Lâm Húc. Nam Nam rất vui, ngồi xuống giường, lôi hết những bài hát thiếu nhi học ở nhà trẻ ra, hát hết bài này đến bài khác cho ông ngoại nghe. Lâm Thiển nói, Nam Nam, con nghỉ một chút được không? Ông ngoại mệt rồi. Lâm Húc lắc tay, không mệt, ba thích nghe con bé hát nhất. Vừa nghe giọng nó là ba đã thấy vui rồi. Nam Nam, hát tiếp đi cháu. Nam Nam nhìn thấy miếng dưa hami trong tay anh trai mình, đã tham ăn. Ông ngoại, Nam Nam hát khô cả miệng rồi, hay nghỉ một lát đi, ông ăn dưa hami trước nhé. Lâm Thiển nhìn thoáng qua đã vạch trần ý đồ của cô bé. Rõ ràng là bản thân muốn ăn. Này, cho con. Nam Nam cầm chiếc tăm xỉa răng đang xiên một miếng dưa, quay đầu nhìn về phía Cố Thành Kiêu. Cảm ơn chú Tiểu Mã. Lâm Thiển không hài lòng. Này, mẹ lấy cho con, sao con lại cảm ơn chú? Nam Nam nói một cách đúng tình hợp lý. Chú Tiểu Mã gọt mà. Cố Thành Kiêu mím môi cười, nghĩ thầm. Đúng là con gái thương ba nhất. Bác Bác ăn uống no nê xong thì chạy lịch bịch đến đầu giường Lâm Húc hỏi. Ông ngoại, lâu rồi không thấy ông, thì ra là ông đang ở bệnh viện. Ông ngoại, bây giờ ông khỏe chưa? Khỏe rồi, khỏe rồi. Vài ngày nữa ông có thể dẫn Bác Bác đi câu cá đấy. Bác Bác nghiêm trang đáp. Ông ngoại, cháu không thích câu cá, cháu thích ăn cá, tốt nhất là cá không có xương. Ha ha, được được, chờ ông ngoại xuất viện sẽ dẫn cháu đi ăn. Lâm Húc xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bác Bác, rồi lại nhìn qua Nam Nam vô cùng đau lòng. Khoảng thời gian này khổ cho các cháu rồi. Nam Nam vừa ăn dưa vừa nói. Ông ngoại, chúng cháu không khổ, có chú Triệu và chú Tiểu Mã dẫn cháu đi chơi, thú vị lắm. Mặt Cố Thành Kiêu cứng đờ. Sao vẫn còn nhớ kỹ chú Triệu vậy? Thôi, đến đây được rồi. Ông ngoại phải nghỉ ngơi, các con mau về đi. Con cũng về đi Tiểu Thiển. Lâm Húc nói. Ba, con không đi đâu, con ở đây chăm sóc ba. Bả vai con bị thương chưa lành, đừng mệt nhọc quá. Ở đây ba đã có y tá chăm sóc, không có gì đáng ngại. Trái lại các con ra vào thường xuyên, sẽ dễ tiết lộ tin tức ra ngoài. Lâm Thiển liếc xéo Cố Thành Kiêu chừng anh. Anh nhiều chuyện. Ba, con chỉ bị nứt xương chút thôi, không sao đâu. Nứt xương mà không sao, con đúng là gan cùng mình. Lâm Húc nhìn về phía Cố Thành Kiêu. Cậu đưa chúng trở về đi, chăm sóc cho tốt. Cố Thành Kiêu gật đầu. Yên tâm, ngài cứ ở bệnh viện nghỉ ngơi, chuyện bên ngoài giao cho con. Lâm Thiển vừa nghe lời hứa son sắc hùng hồn của anh thì phát bực. Chuyện này liên quan gì tới anh? Anh đừng có hứa hẹn bừa bãi. Không phải quân đội gọi một cái là anh lập tức chạy đi ngay à? Đến lúc đó bỏ lại cục diện rối rắm cho tôi, còn chẳng bằng ngay từ đầu đừng nhúng tay vào. Cố Thành Kiêu lộ vẻ xấu hổ. Tiểu Thiển... Lâm Húc gọi một tiếng. Nói ít vài câu đi. Hai đứa dẫn bọn trẻ về, đừng để muộn quá. Lâm Thiển gật đầu.
Vậy chúng con đi trước. Ba có chuyện gì cứ gọi cho con. Ba không có chuyện gì đâu. Về đi. Bốn người ra khỏi bệnh viện. Sắc mặt của Thành Kiêu nặng nề. Tâm trạng có vẻ không tốt. Nhưng Lâm Thiển cũng mặc kệ. Có câu hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Cô chỉ không muốn quá sợ dẫm vào anh mà thôi. Mẹ, ôm ôm. Nam Nam đi được nửa đường đã không muốn đi tiếp. Con mỏi chân quá, mẹ ôm con đi. Cố Thành Kiêu không nói hai lời đã bế Nam Nam lên, một tay ôm Nam Nam, một tay dắt Bắc Bắc. Lâm Thiển vội vàng ngăn lại. Anh ôm con bé làm gì? Cứ để nó tự đi, đừng có chiều hư nó. Ôm một tí thôi mà, con bé có nặng bao nhiêu đâu. Anh không thấy con bé nhờ vả hả? Rõ ràng là nó có thể tự đi nhưng cứ đòi ôm. Anh ôm nó thành quen, nó càng không muốn đi bộ. Vậy anh ôm con bé cả đời. Anh đùa gì thế? Cố Thành Kiêu đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn cô. Anh ôm con gái mình không được à? Anh bằng lòng chiều nó, chiều hư thì anh chịu trách nhiệm. Anh... ai là con gái anh? Đừng có dắt vàng lên mặt. Nam Nam, đi xuống. Nam Nam ôm Cố Thành Kiêu, cái miệng nhỏ nhắn mím lại uất ức nói. Mẹ, mẹ không muốn ôm thì thôi, sao lại không cho chú Tiểu Mã ôm con? Lâm Thiển nổi giận, lại là chuyện này nữa, tại sao mấy đứa con của cô lại thân thiết với Cố Thành Kiêu hơn cả cô nữa chứ? Cố Thành Kiêu thấy Lâm Thiển sắp nổi cơn, cướp lời nói trước. Con bé còn nhỏ, phải từ từ, em đừng nghiêm khắc với nó quá được không? 3 tuổi định 80, bây giờ không dạy, về sau càng khó học. Lúc tôi dắt bọn trẻ, chúng cũng không có mấy tật xấu này, từ nhỏ đã tự mình làm hết mọi chuyện. Cũng chỉ có anh, cái gì cũng chiều theo con bé. Thật ra Lâm Thiển còn giấu mấy câu trong bụng. Cô muốn nói đợi sau này, anh lại biến mất tâm. Ai đi chiều chuộng mấy tật xấu đó của con bé chứ? Cố Thành Kiêu không muốn chọc cô. Sợ cô tức lên lại giở tính trẻ con, thế là anh vẫn duy trì im lặng không phản bác. Lúc này, chợt phía sau truyền tới giọng nói trong trẻo. Chú nhỏ! Chú nhỏ, Lâm Thiển giật mình. Cả người nổi da gà, cô nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Một người con gái trẻ trung xinh đẹp đang chạy tới chỗ họ. Cố Thành Kiêu ngớ ra, chuyện gì đây? Lương Diệu Thần chạy chậm chậm đến. Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng và váy ngắn màu đỏ. Làn váy tung bay, lộ ra nửa cái đùi. Đầu cột tóc đuôi ngựa lắc qua lắc lại. Dáng vẻ này chính là dáng vẻ học sinh trẻ trung phơi phới. Cô ta chạy tới gần, ngực thở phập phồng, hai má đỏ ửng, trán còn lấm tấm mồ hôi. Chú nhỏ, thật trùng hợp, gặp chú ở đây. Cố Thành Kiêu đen mặt. Anh nghe câu chú nhỏ này mà còn khó chịu, huống chi là Lâm Thiển. Với tính cách của cô nhất định lại hiểu lầm cho xem. Lâm Thiển nhìn cô gái kia, đây chẳng phải là cô gái đã đi dạo trung tâm thương mại với Cố Thành Kiêu sao? Cháu gái anh? Cô hỏi. Cố Thành Kiêu ấp úng, không biết trả lời thế nào. Lương Diệu Thần cười đáp. Phải, ngài là dì Lâm Thiển đúng không? Cháu biết ngài. Đã dùng từ ngài lại còn thêm từ gì? Suýt nữa Lâm Thiển phun ra một búng máu, trong lòng cô nghẹn khuất nhưng chẳng dám biểu hiện ra. Dì Lâm Thiển, chào dì, cháu là Lương Diệu Thần, mọi người đều gọi cháu là Diệu Diệu, chắc dì không biết cháu, nhưng cháu biết dì. Lâm Thiển đáp lại nụ cười xã giao. Họ hàng nhà họ Cố rất nhiều, cô cũng không thể nhớ hết, huống chi đã 4-5 năm trôi qua. Các cô bé trước đây cũng đã trưởng thành hết rồi, có lẽ cô quên mất. Nếu là chú cháu, vậy cô đã trách lầm Cố Thành Kiêu rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Thiển chợt thoải mái lạ thường, cảm thấy hổ thẹn vì đã giận dỗi Cố Thành Kiêu 2 ngày nay. Thật chẳng ngờ, Lương Diệu Thần nói tiếp. Ông ngoại cháu và ông Cố là chiến hữu với nhau cho nên xét theo vai vế, cháu phải gọi chú ấy một tiếng chú. Chiến hữu? Chỉ là chiến hữu, vậy chắc chắn không có quan hệ huyết thống. Trái tim vừa buông lỏng của Lâm Thiển lại lập tức thắt chặt. Lương Diệu Thần nói tiếp. Nhưng nhìn chú ấy trẻ như vậy, nếu gọi chú thì già quá nên cháu mới gọi là chú nhỏ. Lâm Thiển gọi anh là chú thì sợ anh già. Thế mà lại gọi cô là gì, đúng là cười muốn méo miệng. Lâm Thiển tức không nói nên lời.
Nhưng cho dù cô tức giận bao nhiêu, cũng không thể phủ nhận một sự thật rằng Lương Diệu Thần rất trẻ. Trời lạnh như thế mà cũng dám mặc váy ngắn lộ đùi. Nhìn cô ta miệng lưỡi ngọt ngào, tướng mạo xinh đẹp, vóc dáng, chỗ lồi chỗ lõm. Cô là phụ nữ mà nhìn còn thích, huống chi là đàn ông. Lâm Thiển quay đầu lại nhìn chằm chằm Cố Thành Kiêu, khẽ cười. Đúng là duyên phận, không ngờ anh còn có một cô cháu gái lớn như vậy. Cố Thành Kiêu nghe ra ý châm chọc qua nụ cười hàm xúc sâu xa của cô thì khiếp sợ, vội giải thích. Anh cũng mới biết hôm qua thôi, trường con bé học ở thành phố B. Hôm qua mẹ con bé đến nhà tổ thăm ba anh, đúng lúc gặp mặt. Lâm Thiển nở nụ cười hờ hững, nụ cười còn khó coi hơn khóc. Cô biết nơi nào đó trong trái tim đang đau đớn dữ dội, giống như bị người ta khoét đi một lỗ. Cần gì phải như vậy? Nếu đã có người bên cạnh, cần gì phải tỏ vẻ ân cần với cô, giả bộ muốn gương vỡ lại lành? Anh đâu cần phải giả dối thế. Đúng vậy, năm nay cháu vừa mới đỗ đại học B, nghe nói dì Lâm cũng tốt nghiệp đại học B. Nếu nói vậy, cháu là đàn em của dì rồi. Lâm Thiển cười, giả vờ kiên cường đáp. Cháu biết rõ chuyện của tôi thật đấy. Cũng không hẳn, vì chuyện của dì có liên quan đến chú nhỏ nên cháu mới biết, chứ không thì cũng chẳng biết đâu. Lâm Thiển cảm giác vào miệng đắng ngắt, cô cắn răng nuốt xuống. Chú nhỏ, hôm nay cháu lại đứng thứ nhất, toàn thành phố cuộc thi thể dục nhịp điệu, chú thấy cháu giỏi không? Cố Thành Kiêu khó xử cười gượng. Chúc mừng. Hi hi, cũng không có gì phải chúc mừng, chỉ là cuộc thi cấp thành phố thôi, tuy đoạt giải nhất nhưng cũng chẳng hồi hộp gì. Lương Diệu Thần càng nói càng đắc ý, Lâm Thiển càng nghe càng nghẹn khuất. Đây là con gì sao? Là song sinh trai gái đúng không? Lâm Thiển gật đầu, xem ra cô ta biết không ít chuyện của cô. Ha, các bạn nhỏ thật đáng yêu. Xin chào các em, chị là Diệu Diệu, các em tên gì? Em là Nam Nam, đây là anh trai em, tên Bắc Bắc, chào chị Diệu Diệu. Chào các em. Lương Diệu Thần xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Nam. Em thật giống mẹ, hình như búp bê sứ vậy, đáng yêu quá. Nam Nam không thích bị người lạ xoa mặt, cho dù đối phương là một chị gái thật dễ thương, cô bé không vui đẩy tay Lương Diệu Thần ra. Lương Diệu Thần cũng không tức giận, nụ cười vẫn duy trì trên mặt, cô ta quay qua nhìn Cố Thành Kiêu. Chú nhỏ, không phải chú nói rất bận à? Sao rảnh rỗi giúp người khác ôm con vậy? Một câu nói đã khiến Cố Thành Kiêu sửng sốt. Lâm Thiển cướp lời trước. Đúng vậy, chú ấy thích lo chuyện bao đồng thế đấy. Cố Thành Kiêu, anh phải nói gì đây? Bây giờ anh nói cái gì cũng sai hết. Lúc này Lương Diệu Thần quay lại, sau lưng nhìn các bạn học của cô ta. Chú nhỏ, bạn học cùng thi đấu với cháu bị thương nhẹ, cháu phải tới bệnh viện với bạn ấy, cháu đi nhé. Ừ. Cố Thành Kiêu ước gì cô ta đi nhanh đi. Chú nhỏ, lần khác cháu lại tìm chú, gặp lại sau. Dì Lâm, Nam Nam, Bắc Bắc, hẹn gặp lại. Lương Diệu Thần từ từ đi khuất, tóc đuôi ngựa đung đưa, bên dưới chiếc váy ngắn lộ ra đôi chân dài tinh tế trắng nõn vô cùng thu hút. Cố Thành Kiêu dè dặt nhìn sang Lâm Thiển. Cô càng bình tĩnh, nội tâm anh càng hoảng hốt. Hôm qua, anh mới biết ba mẹ ở Hải Nam, gặp được chiến hữu cũ, chỉ là một cô nhóc không hiểu chuyện, em đừng giận. Tôi có gì phải giận? Lâm Thiển phủ nhận. Anh đâu có liên quan gì với tôi, cháu gái lớn của anh càng không liên quan tới tôi. Thế này mà bảo không giận, vậy em giết Quách anh cho xong. Cố Thành Kiêu dắt theo hai đứa trẻ ngây ngô và Lâm Thiển với vẻ mặt sát khí đi ăn cơm. Anh không dám nhìn vào mắt cô, sợ vừa nhìn đã bị ánh mắt sắc bén của cô cắt cổ. Cơm nước xong xuôi, mọi người trở về chung cư. Suốt chặng đường, Lâm Thiển đều cúi gằm mặt. Gần đây, Nam Nam và Bắc Bắc đã quen với Cố Thành Kiêu. Cứ vây quanh anh suốt, khiến tâm trạng cô càng thêm nát bét, xung quanh đều là áp suất thấp. Bọn trẻ đi vào nhà trước, sau đó tới Lâm Thiển. Cô vừa vào đã chặn Cố Thành Kiêu ở ngoài cửa. Cố Thành Kiêu ngỡ ngàng. Khoảng thời gian này cảm ơn anh đã chăm sóc, sau này anh không cần đến nữa. Gì mà không cần, vết thương của em còn chưa lành. Lành rồi.
Lâm Thiển nói nghiêm túc, nghiêm túc đến độ khiến trái tim Cố Thành Kiêu hoảng loạn. Lành rồi, chuyện đến đây thôi. Cố Thành Kiêu thở dài, chuyện gì tới cũng phải tới. Anh và Diệu Diệu không có quan hệ gì cả. Không cần nói với tôi. Em thế này sẽ làm anh nghĩ em đang ghen đấy. Ha, anh tự phụ quá rồi đấy. Cố Thành Kiêu hít sâu một hơi ép mình bình tĩnh lại, nói năng có trật tự. Hôm qua anh về nhà thăm ba mới biết Diệu Diệu và mẹ con bé ở nhà anh. Trước đây ông ngoại con bé và nhà anh ở cùng một khu nhà tập thể. Sau này ông ngoại con bé bị thương, cả nhà phải chuyển đi Hải Nam. Lúc đó con bé vẫn còn chưa chào đời. Ba mẹ anh ở Hải Nam được gia đình họ chăm sóc nhiệt tình. Bây giờ Diệu Diệu một mình ở thành phố B đi học. Căn cứ theo lễ nghĩa, gia đình anh phải chăm sóc con bé một chút. Nhưng anh và con bé không có quan hệ gì hết. Lâm Thiển thở ơ. Nói xong chưa? Anh không biết em muốn nghe gì. Anh cũng chẳng biết gì về con bé. Anh phải nói gì chứ? Nói xong rồi thì đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Cố Thành Kiêu vẫn không nhúc nhích, nhìn cô chằm chằm, khổ não nói. Sao em càng ngày càng khó hiểu như vậy? Rốt cuộc em muốn giận dỗi anh đến bao giờ? Đừng dở tính trẻ con ra nữa được không? Tôi khó hiểu thì anh cũng không cần hiểu. Có người để anh hiểu là đủ rồi. Dứt lời, Lâm Thiển không do dự mà đóng sập cửa lại. Biết anh có thể sử dụng vân tay mở cửa, cô liền khóa luôn xích cửa. Nam Nam nôn nóng chạy tới. Mẹ, chú Tiểu Mã còn chưa vào nhà, sao mẹ lại đóng cửa? Chú Tiểu Mã có chuyện đi rồi. Hả? Không phải chú ấy hứa tô màu với con sao? Sao nói mà không giữ lời thế? Phải rồi, trước giờ chú ấy luôn nói mà không giữ lời. Nam Nam không cần tưởng thật, chú ấy lừa con thôi. Đi, mẹ dẫn con đi đánh răng rửa mặt. Nhưng mà mẹ... Thôi, không nói nữa. Lát nữa mẹ sẽ kể chuyện cô bé quàng khăn đỏ cho con, được không? Nam Nam chu cái miệng nhỏ nhắn. Chú Tiểu Mã đã kể cho chúng con nghe chuyện đó rồi. Mẹ, khi nào chú Tiểu Mã xong việc, bao lâu chú ấy mới về? Lâm Thiển kéo con gái đi về phía nhà tắm, rời lực chú ý của cô bé. Kem đánh răng mùi dâu này có thơm không? Hay là mùi táo thơm hơn? Mẹ, khi nào chú Tiểu Mã mới về? Nam Nam, sao khăn mặt của con lại có lỗ thủng vậy? Con xem này. Chỗ nào? Đây, chỗ này. Không phải con lấy ngón tay chọc thủng đấy chứ? Không có. Ai ra, rách rồi. Làm sao bây giờ? Không sao, mẹ đổi cho con một cái mới. Màu hồng nhạt nhé. Còn có hình con thỏ nữa, thích không? Oa, thích quá, cảm ơn mẹ. Vậy thì mau đánh răng đi. Mạch suy nghĩ của Nam Nam đã bị cô rời đi như thế, nhưng bác lại không dễ bị lừa như vậy. Lúc Lâm Thiển ra tìm bác, cậu bé đang cầm dây xích cửa. Vì người quá thấp nên cậu bé phải kéo một chiếc ghế nhỏ qua. Leo lên ghế, bàn tay nhỏ giơ lên cầm dây xích. Bác, con làm gì vậy? Mẹ khóa cửa trong rồi, lỡ một lát nữa chú Tiểu Mã về thì làm sao vào nhà? Chiếc ghế nhỏ không vững, Lâm Thiển nhìn mà nóng ruột. Con mau xuống đi, như thế rất nguy hiểm. Xuống nào. Cô vội vàng kéo bác xuống, lời nói sâu xa. Chú Tiểu Mã còn có cuộc sống của mình, chú ấy không thể ở nhà chúng ta mãi được. Bác cắn môi không nói, mắt đỏ lên. Lâm Thiển biết dáng vẻ này của cậu là đang sắp khóc. Cô ngồi xổm xuống, kéo tay bác. Lúc trước chú ấy đến nhà chúng ta là do mẹ bị thương, nên chú ấy đến giúp đỡ. Bây giờ mẹ khỏe rồi, sao có thể phiền chú ấy nữa? Chú ấy chỉ tới giúp thôi sao? Đúng vậy. Nhưng chú ấy nói muốn cùng chúng con lớn lên. Lúc bác nói những lời này, bờ môi cậu bé run run, giọng nói nghẹn ngào. Trước giờ cậu bé chưa hề tỏ ra tích cực như thế. Nhưng chú ấy nói, chú ấy muốn ở bên cạnh chúng con lớn lên. Chú ấy đã nói thế, còn ngoéo tay, không cho nuốt lời.
Đến câu cuối cùng, bác nói mày như hết, mặt đỏ tai hồng, ánh mắt sắc bén. Lâm Thiển hết hồn. Cô không ngờ bác sẽ phản ứng lớn đến vậy, càng không ngờ cậu bé ỷ lại vào Cố Thành Kiêu như thế. Nam Nam nhoài người ra khỏi khung cửa, ló đầu qua thăm dò, vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu. Anh, sao anh khóc? Bác khóc to lên. Dù sao cậu vẫn còn nhỏ, không thể khống chế tâm trạng, vừa khóc đã không thể kìm nén được nữa. Lâm Thiển ôm bác trong lòng, không ngừng vỗ về lưng con trai. Cô cũng muốn khóc to một trận nhưng không thể, cô phải làm gương cho con mình. Cô dỗ dành. Bác, con nghe mẹ nói, chúng ta không thể dựa dẫm vào người khác, chúng ta phải dựa vào chính mình. Con là đàn ông con trai, em gái còn chưa khóc sao con lại khóc? Bác vừa khóc thút thít vừa nói. Con sợ mẹ một mình thật vất vả. Lâm Thiển lệ tràn khóe mi. Con cô biết, rõ ràng cậu rất muốn Cố Thành Kiêu trở về, nhưng vì nghĩ đến cảm nhận của cô nên cậu bé không dám nói. Ngược lại còn an ủi mình, cô rất cảm động cũng rất đau lòng. Bác, mẹ không vất vả. Ông ngoại đã tỉnh rồi, sau này có mẹ và ông ngoại sống cùng các con. Chỉ cần các con vui vẻ, mẹ sẽ không bao giờ cảm thấy vất vả. Bác rất áy náy, chìa tay ra lau nước mắt cho mẹ. Xin lỗi mẹ, con sai rồi, con không nên làm mẹ khóc. Tim Lâm Thiển trở nên ấm áp trong phút chốc. Quả thật một mình nuôi hai đứa trẻ rất vất vả, nhưng bọn trẻ mang đến cho cô hạnh phúc và niềm vui nhiều hơn sự vất vả. Chúng ta đừng khóc nữa. Bác lau mắt đi, đánh răng với em gái được không? Dạ. Tối đó, sau khi xong việc, cuối cùng Lâm Thiển cũng được nằm nghỉ. Lúc nằm im, cô cảm giác vết thương vai trái lại đau âm ỉ, eo cũng nhức nhối không dứt. Cô cố gắng hết sức để không làm việc bằng tay trái, nhưng có vài việc vẫn cần tới. Trước đây mọi việc dù lớn dù nhỏ của hai đứa trẻ đều do một mình cô gánh vác, không có chuyện gì không làm được, không có đạo lý nào nói không thông, cũng không có chuyện không dỗ dành được bọn trẻ. Khổ cực mệt mỏi hơn nữa, chỉ cần buổi tối ngủ một giấc, đảm bảo sáng dậy thì cô sẽ không có chuyện gì. Nhưng giờ đây, sau khi hưởng thụ vài ngày được người ta chăm sóc hầu hạ như cuộc sống trước đây, cô phát hiện trước giờ cô chưa từng mệt mỏi như thế. Mệt đến nỗi giờ phút này nằm trên giường mà thắt lưng đau đớn, cả xoay người cũng không xoay được. Cô dùng kinh nghiệm bản thân rút ra bài học, thân thể phụ nữ từng sinh con và phụ nữ chưa từng sinh con không hề giống nhau. Vô tình cô nghĩ tới cô gái tên Diệu Diệu kia. Năm ngoái người ta mới vào đại học, 18-19 tuổi, dưới nhiệt độ hơn 10 độ đầu xuân mà có thể mặc váy ngắn lộ đùi, thanh xuân phơi phới, hoạt bát đáng yêu, da mặt căng bóng, ánh mắt lúc cười như tỏa sáng. Không phải đây là loại con gái Cố Thành Kiêu thích sao? Cô cũng từng ở độ tuổi trẻ trung phơi phới với tính trượng nghĩa. Cô cũng từng ở độ tuổi đó gặp được Cố Thành Kiêu, sau đó củi khô gặp lửa, vừa cháy đã cháy không ngừng. Cố Thành Kiêu vốn không hiểu vì sao cô tức giận. Chẳng lẽ cô chỉ vì ghen tuông sao? Cô đã không còn là thiếu nữ 18-19 tuổi. Ai lại bụng dạ hẹp hòi, ghen tuông vì mấy chuyện đó chứ? Cô giận là vì anh không cự tuyệt. Anh biết rõ bên cạnh có một cô gái trực chờ theo đuổi anh như hổ rình mồi. Vậy mà còn không biết kiêng dè, còn dắt người ta đi dạo phố. Anh để mặc một cô gái chói mắt như vậy ở trước mặt cô. Rõ ràng cô ta đang thị uy, lẽ nào anh không thấy? Trái tim Lâm Thiển thắt lại, đau đớn khôn nguôi. Cô không tin với bản lĩnh của Cố Thành Kiêu mà đến nay vẫn chưa tra ra ba ruột của hai đứa bé là ai. Anh biết rõ ràng cô chịu nhiều uất ức vì ba mẹ anh, vậy mà anh chẳng nói câu nào. Anh nói trở về thì trở về, nói lên giường thì lên giường, nói hợp lại thì hợp lại. Một câu quân lệnh như núi đã khiến mọi chuyện anh làm đều trở nên hợp tình hợp lý. Nào có chuyện dễ như vậy? Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Chính vì thế, cô thà rằng trước giờ không có hy vọng,